Soi kèo, nhận định Burnley với Arsenal 21 giờ 0 phút ngày 2 tháng 2 năm 2020 ngoại hạng Anh. Kèo châu Á, 0.5 nghiêng về phía Arsenal. Arsenal sẽ có chuyến hành quân đến sân của Burnley trong khuôn khổ vòng 25 ngoại hạng Anh tới đây. Cả hai đội đang có cùng điểm số cho tới thời điểm hiện tại với cùng 30 điểm, tuy nhiên pháo thủ chỉ xếp trên do hơn về chỉ số phụ. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mikel Arteta, Arsenal đang có sự chuyển mình khá rõ rệt với 6 trận bất bại liên tiếp. Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn còn rất nhiều điều cần làm để có thể vực dậy pháo thủ thành London trong phần còn lại của mùa giải. Bên kia chiến tuyến, Burnley sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp kể từ giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới, đã có 2 chiến thắng ở 2 vòng đấu gần đây lần lượt trước 2 đội bóng mạnh là Leicester City và MU. Dù vậy, đội bóng này lại chơi khá thất thường và khó có sự ổn định. Phong độ vốn thất thường và cũng chẳng được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, nhưng Burnley đang cho thấy họ hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ. Mới đây, chuyên gia thấy rằng thầy trò huấn luyện viên Sean Dyche đã liên tiếp đánh bại những đối thủ rất mạnh là Leicester City và Manchester United để tạo được khoảng cách 7 điểm khá an toàn với nhóm đèn đỏ. Có thể thấy Arsenal đang là đối thủ thực sự khiến Burnley bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng trong nhiều năm qua. Cụ thể ở 10 lần gặp nhau gần nhất, kết quả mà đội chủ sân Tớp Mu nhận được đều chỉ là những thất bại. Bởi vậy, với những thành tích rất tốt có được ở 2 vòng đấu vừa qua, giúp khán giả nhà có niềm tin lớn hơn vào đội bóng con cưng, đặc biệt là khi pháo thủ cũng đang thi đấu sa sút. Dù kết quả hòa trong chuyến làm khách của Chelsea ở vòng đấu vừa qua là kết quả không tồi với Arsenal, tuy nhiên họ vẫn đang dậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Điểm yếu lớn nhất đối với pháo thủ vào thời điểm này chính là hàng thủ, dẫu vậy huấn luyện viên Mikel Arteta cũng chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể nào. Không những vậy, trận đấu tới các vị khách còn gặp khủng hoảng nơi tuyến dưới khi Mustafi chấn thương và David Luiz phải lãnh án treo giò. Tại vòng thi đấu thứ 25 sẽ là cuộc chạm trán giữa Burnley và Arsenal. Trong trận đấu khuôn khổ giải ngoại hạng Anh này, Burnley sẽ giữ vai trò là đội chủ nhà. Bằng 2 trận thắng gần đây, Burnley đang có một tinh thần tốt và leo lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đội khách được đánh giá là vững chắc và có phần chiếm ưu thế hơn. Điều này chính là bất lợi và cũng là thách thức lớn cho đội chủ nhà. Hiện tại đội chủ nhà Burnley đang sở hữu vị trí số 13 trên bảng xếp hạng. Ở những lượt trận thi đấu trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Sean Dyche đã không làm tốt vai trò của mình và một phong độ bất ổn. Minh chứng cho điều này chính là 4 trận thua cay đắng và diễn ra liên tiếp. Tuy nhiên tất cả đã trở lại nhịp đi ổn định bằng 2 chiến thắng liên tiếp. Điều đặc biệt là họ đã liên tiếp giành chiến thắng trước 2 đối thủ đáng gờm là Manchester United và Leicester City. Nhờ đó mà hiện tại, các cầu thủ của Burnley đang giữ vị trí thứ 13 với tổng 30 điểm. Khí thế hừng hừng là điều mà các cầu thủ đội chủ nhà đang có được, nhưng gặp phải đối thủ mạnh như Arsenal thì chắc chắn họ sẽ phải thi đấu tập trung cao độ. Trong lúc này, đội khách Arsenal đang có vị trí cao hơn đội nhà trên bảng xếp hạng, họ hiện nằm trong top 11. Sau 6 trận đấu bất bại, Arsenal đang cho thấy phong độ ổn định và chắc chắn của mình. Thành tích hiện tại của đội khách được xem là chấp nhận được, tuy nhiên so với mục tiêu ban đầu mà họ đề ra, thì có lẽ một chiến thắng trong trận đấu sắp tới gặp Burnley là cực kỳ cần thiết. Bởi trong 6 trận đấu gần đây nhất họ cũng chỉ thắng được 3 trận. Nếu không có được những bứt phá cần thiết, thì chắc chắn đội khách sẽ sớm bị các câu lạc bộ khác vượt lên trên. Lịch sử đối đầu cũng có thấy đội khách Arsenal xứng đáng là một đối bóng ở thế cửa trên trong cuộc đụng độ sắp tới. Vì trong cả 10 trận gần đây nhất mà họ gặp nhau, chủ nhà Burnley không hề giành được trận thắng nào. Điều đáng nói duy nhất là trong khi đội khách có vẻ chững lại, thì đội nhà đang hừng hực khí thế khi vừa thắng liên tiếp 2 trận. Nhìn lại toàn bộ quá trình thi đấu ở cả hai đội, thì đội khách vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn. Vì họ sở hữu những cầu thủ bản lĩnh cùng lối đá chắc chắn. Một chiến thắng cho Arsenal khả năng cao sẽ xảy ra. Cùng với đó, hàng công của cả hai đội đều được cho là có nhiều khả năng ghi bàn, chính vì vậy ở kèo bóng này nên chọn cửa tài là hợp lý hơn cả. Đội hình Burnley vs Arsenal. Burnley, Pope, Lowton, Tarkowski, Mi, Taylor, Hendrick, Cox, Westwood, McKenney, Wood. Trận đấu tới, khả năng kịch bản tương tự sẽ lặp lại, và tỷ lệ 0.5 sẽ không khó để pháo thủ vượt kèo. Kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này là 0.5 nghiêng về phía Arsenal. Với tỷ lệ kèo này thì người chơi soi kèo bóng đá nên đặt cửa cho đội khách thì sẽ có nhiều cơ hội thắng cuộc hơn, bởi khả năng họ sẽ giành được chiến thắng.